clip của ngày hôm nay. Em chào đón các bác đến với lại hơn chục mã loa nữa. Trước mắt quý vị đây là hai đôi loa Avan khung tranh mắt đỏ, tép đỏ, gọi là mắt đỏ, tép đỏ. Hai đôi này có mức giá là 10 triệu 9 một đôi. 10 triệu 9 một đôi. Được chưa? 10 triệu 9 một đôi. Đây. Hai đôi này giống theo nhau. Đều có mức giá là 10 triệu 9 một đôi. Đây. Dập 17 tháng 7 năm 1973. Những con Avan này được sản xuất những năm 1973-74. Đấy. Có mức giá là 10 triệu 9 một đôi ạ. 10 triệu 9 một đôi. Bạn nào có nhu cầu thì liên hệ. Con này xem nào. Bát 25. 25. Tép mắt đỏ, đã gọi là tép mắt đỏ rồi. Còn về kích thước chiều ngang của loa này, nó khoảng độ 38, chiều ngang 38, chiều sâu 25, chiều cao xem nào, 1, 2, 3, chiều cao nó khoảng độ 62cm. Hai đôi loa này đều có mức giá là 10 triệu 900. Đôi loa Avan mắt đỏ, dòng loa này quá nổi tiếng rồi. Đây. Quá nổi tiếng rồi. Còn là về phía sau đây. Phía sau của em nó, phía sau của em nó đều còn là có giấy táp lô hướng dẫn của em nó còn hết đi. Đây là những đôi loa Avan loa cổ. Những đôi loa này được sản xuất năm 1973. 1973. Vậy là nó gần 50 tuổi rồi. Thiếu có 3 năm nữa thì nó tròn 50 tuổi rồi. Đấy. Thế mà tại sao nó vẫn chất âm nó hay đến vậy? Bỏ tay rồi, cái đấy thì em chịu. Hai đôi Avan này có mức giá là 10 triệu 9 một đôi. Sang với lại đôi tiếp theo đó là đôi loa Optimus. Optimus đây. Đôi loa Optimus. Optimus 990. 990 trở kháng 8 ohm, công suất 100W. Con này có mức giá là 8 triệu 9. Bát 40. Để em quay về phía trước cho các bác. Còn bên này cả một dãy nữa, giới thiệu các bác sau. Bát 40. Tép kèn có 40. Có mức giá 8 triệu 9. 8 triệu 900. Đây căng đầy đủ. Nhìn cái này đủ. Con này kích thước chiều ngang này, của loa này. Nó khoảng độ 43, 44cm chiều ngang. Chiều sâu cả e căng khoảng 26. Còn chiều cao thế nào? 1, 2, 3, nó khoảng độ 62, 60, 62. Con này có mức giá là 8 triệu 9 ạ. 8 triệu 9. Còn sang đến tiếp theo. Đó là đôi loa Godfather. Godfather. Con này thì nó là hàng đẳng cấp rồi. Đẳng cấp rồi. Các bác cũng thông cảm nhé. Em quay đến đâu? Em cũng đợi em chút để em che cái loa này vào một chút nhé. Không nó có ánh nắng vào là nó bị dạn loa. Không thích lắm. Đấy. Godfather. Đây là con Godfather. Con này các bác nhìn này. Nó có mấy loại model cơ. Các bác đừng có nhầm nhé. Có 2-3 loại Godfather. Godfather VK70, Godfather 70. Nó trơn nó khác. Nhưng mà nhớ là nó phân biệt nhau ở cái đường này này. Đường chỉ viền này này. Những con kia nó chỉ trơn. Đấy. Đây em lắp cái e-căng của em nó vào cho các bác. Này về dưới này e-căng đây. Yeah. Godfather. Con này em quay đằng sau cho quý vị chi tiết luôn này. Con này có mức giá là 15 triệu 800. 15 triệu 800. Chưa. Đây là con Godfather VK70D. Đấy nha, VK70D. Godfather VK70D. Dòng loa này thì báo cáo là có nhiều bác săn lùng lắm rồi. Bác nào nhanh tay thì alo ngay. Giá vẫn như vậy, 15 triệu 800. 15 triệu 800. Dòng này là dòng thiết kế hoa văn rất là đẹp. Hình thế Godfather VK70 khác. 70 thì nó sẽ có song dọc đây, nó không có viền này, nó chỉ có trơn không thôi. Còn đây là 70D. Đấy. Được chưa?
Con này là bát 30 à. Nó phải tầm 3. 32 và 33 đấy. 4 loa. Có mức giá 15 triệu 8. Thùng vách loa thì đẹp keng rồi. Đây kích thước chiều ngang này. 1 2 3 chiều ngang 60. Chiều sâu khoảng độ 32. Chiều cao xem nào. 1 2 3 chiều cao 60. Có giá là 15 triệu 8. Sang tiếp theo đó là đôi loa kép. Con này loa kép này thì ở kênh của em đã giới thiệu khá là nhiều rồi. Và đến giờ này thì nó vẫn là mức giá cũ 7 triệu 9. Con loa kép này các bác chú ý đặc biệt nhé. Con loa kép này được thiết kế với lại một loa đồng trục này. Các bác nhìn này. Nhìn chưa? Nhìn chưa? Đấy, con tép nằm giữa này, đồng trục. Lỗ thông hơi đây, con bát dưới cùng. Còn con kép này có model, model đây. Con kép này ai giả phía sau lỗ thông hơi nữa nhá. Nhìn chưa? Thùng vách đẹp lắm các bạn. Đây là con kép Q55. Nhìn chưa? Các bác nhìn này. Con này là con kép Q55 loa của anh. Công suất 150W một loa, trở kháng 6 ohm. Được chưa? Loa kép, dòng loa đến từ nước Anh, kép Q55, công suất 150W một loa. Vậy là tổng đôi này có công suất là 300W tối đa. Đôi này có mức giá là 7 triệu 9. 7 triệu 9. Mức giá loa 7 triệu 9. Vỏ màu đỏ Bordeaux. Vỏ màu đỏ Bordeaux. Chiều ngang 20. Chiều sâu của nó cả e căng nó khoảng độ 26 cm. Và chiều cao xem nào. 1, 2, 3, 4. Nó tầm khoảng độ 85 cm chiều cao. 85 cm. Có mức giá 7 triệu 9 với đôi loa kép này. Sang với đôi loa tiếp theo, đó là đôi loa Kenwood. Con này thì đánh rung nhà hàng xóm luôn. Con Kenwood này được thiết kế với một bát 30, một chung giấy, một tép, lỗ thùng hơi phía trước. Con này có mức giá là 6 triệu 900 nghìn. 6 triệu 900. 6 triệu 900. Con này một bát 30 dưới này. Một bát 30. Nó phải 32 đấy. Về phía sau thì thùng vách của đôi loa này trước sau rất là đẹp. Về phía sau, con này model của đây, nó là loa Kenwood model ZL883R. R mới L đây, R mới L là vế trái vế phải rồi. Rồi. Công suất của em nó 280W một đôi này, trở kháng 8 ohm. 280W này. Trở kháng 8 ohm. Được chưa? Made in USA. 280W một đôi loa này. Bass 30. Quý vị thoải mái chơi. Chiều ngang của nó xem nào. 1 2 chiều ngang 40. Chiều sâu nó khoảng 32. Chiều cao chắc trên 1 mét rồi. 1 2 3 4 5 chiều ngang tầm 1 mét đến 1 mét. Đấy. Giá 6 triệu 9. Sang đến tiếp bên này. Toàn loa khủng thôi. Tiếp tục đến với lại đôi loa Avon tiếp theo nữa này. Con Avon này tiếp theo nữa này. Con Avon này có mức giá là 9 triệu 9. 9 triệu 9. Con này là Avon mắt đỏ, con kia là khung tranh, con này là Avon mắt đỏ. Được chưa? Mắt 25. Riêng loa Avon thì em không muốn đi sâu nữa, nói sâu nữa, nó quá nổi tiếng rồi. Nó quá nổi tiếng với người chơi Việt Nam rồi. Đấy. Đây là đôi loa Avon. Avon 1. USA. Bên dưới như vậy thôi. Con này có mức giá là 9 triệu 900. Chiều ngang thế nào. 1, 2 chiều ngang tầm 32 cm. Chiều sâu, chiều sâu cả e căng khoảng 22. Chiều cao thế nào. 1, 2, 3 tầm chiều cao 55. 55. Đấy. Đối với đôi Avon này 55. Còn sang với lại hai đôi loa MUF. Thì hai đôi loa này MUF này trong tuần vừa qua nó đã làm phải nói luôn là làm các bác gọi em nó làm điên đảo với cái đôi loa này rồi. Hôm trước nó về có một đôi thì em nó bán hết ngay. Sau đó về 4 đôi. Cũng hết luôn rồi.
4 đôi, bởi vì là nhiều bác bảo sao báo và có 4 5 đôi đang sắp về mà hết luôn, bởi vì là bác thông cảm là 4 đôi đó khách hàng đặt về mua bán Tết họ lấy tất luôn 4 đôi rồi. Hôm nay lại về 2 đôi này. Nhưng báo cáo quý vị là 2 đôi này là do khách hàng tin tưởng em, họ khách hàng đã báo là em báo còn hàng nên khách hàng đã đặt cọc. Hiện tại 2 đôi này em quay giới thiệu đây cho các bác thôi, nhưng cũng đã hết bởi vì là khách hàng đã đặt tiền hết nó rồi. À, và hiện tại thì hàng đang về nhưng mà chưa về đến đây, nó phải khoảng độ 4 đến 5 hôm nữa thì hàng mới về được, bởi vì hàng nó đang bị treo. Nói thế được quý vị thông cảm, hàng treo chưa về đến đây được. À, nó là dòng loa MUF, nhưng hôm trước em giới thiệu đây, MUF dòng loa của Đức. Con này thì vừa hát hay vừa nghe hay, chất âm thì loa Đức các bác biết rồi, bass thì khỏi phải chê, không thể chê được vào đâu. Đây, về phía sau của nó đây. À, hiện tại là hàng hai đôi này về đây là do khách hàng tin tưởng em báo đang về, khách hàng đã đặt tiền để đợi lấy rồi. Nên là chính thức em quay đến đây thì bác nào có nhu cầu lấy tiếp thì các bác đặt tiền, bởi vì hàng hiện tại đang còn nhưng nó chắc chắn nó phải tầm 5 đến 7 ngày nữa thì mới có hàng giả cho các bác. Bác nào lấy thì đặt cọc. Đây còn thông số thì vẫn như đây, các bác nhìn đây. MUF model TS12 vào 700W. Con này là trung bình 700W, còn không công suất chịu max, max có nghĩa là chịu tải tối đa 1.400W, trở kháng 8 ohm. Được chưa? Đấy. Con này sản xuất tiêu chuẩn Đức, con này đánh thì không phải nghĩ rồi. Và đôi loa này nó đã làm các bác gọi em điên đảo trong 2 tuần vừa qua. Có nghĩa gọi nhiều bác thì cứ gọi hỏi hết thì thôi đi, nhưng mà có nhiều bác tin tưởng thì các bác đã đặt cọc thì bây giờ về là của các bác thôi. Này nhá, 2 đôi này về là của các bác rồi. Giới thiệu thế thôi, bác đã tin tưởng thì đặt tiền tiếp, hàng về em trả hàng cho các bác cho nó dễ. Được chưa? MOF con này khỏi phải nghĩ rồi. Con này đã có giới thiệu chi tiết và có cả cui hàng rồi. Bác nào cần em gửi clip sau. Còn là sang đến đôi loa tiếp theo. Đó là đôi loa Dantac à? Dantac hay Dantac, loa của Đan Mạch. À, đôi này thì phải nói luôn là mới nhìn vào nó đã toát mồ hôi, em phải ngồi xa ra đây, ngồi như thế này nó chưa hết. Có nghĩa là nó chưa quay được hết đấy, phải ngước ngước lên. Chưa quay được hết cái độ cao, cái độ khủng của con loa này. Con Dantac loa Canada này. Được chưa? À, con này nó cao khoảng độ 1m2. Thiết kế với vỏ màu đỏ Bordeaux rất là sang trọng. Còn về chất âm thì nó là dòng loa Đan Mạch thì quý vị đã biết rồi. Không thể chê được dòng loa Đan Mạch đâu. Họ sản xuất rất là nhiều loại loa chứ không phải riêng một thương hiệu loa. Rất là nhiều thương hiệu loa, quá nổi tiếng rồi. À, các bác nhìn cái bát vào, nhìn vào các bác đã thích chưa? À, những đôi loa này phải nói luôn là chơi hay, bày đẹp. Các bác cần ghép âm ly, em ghép âm ly luôn cho, có âm ly hết. À, và cũng báo giá luôn, quý vị là đôi loa này có mức giá là 8.900.000. Con này thì quá đẹp rồi, quá lung linh rồi. Vừa đẹp vừa lung linh vừa sang trọng. Em quay về đằng sau cho quý vị xem về vỏ thân các thứ đằng sau. Đẹp hết ạ. Đây em xuống em cho quý vị xem cấu hình. Nó là đôi loa Dantac Made in D-Mark Đan Mạch. Thấy chưa? Made in D-Mark Đan Mạch. Con này công suất tối đa 270W một loa. Vậy là nhân đôi lên thôi. Là 540W. 540W hai con này. Được chưa? 540W, trở kháng từ 4 đến 8 ohm. Đấy. À, loa Dantac Ottawa 40. À, con này, được chưa? À, thì đây, đó qua cái kích thước chiều cao cho các bác. Cậu về trước cậu nhìn cho nó hoành tráng. Đấy. Về trước đây, cậu nhìn này. À, về chiều ngang này. Bản chiều ngang của nó khoảng độ 26cm. 26. À, chiều sâu cũng 26. Chiều cao 1 2 3 4 5 6. Đấy. 1m2. 1m2. Đấy. Được chưa? Chiều 1m2. Quá đẹp. À, mức giá thì so với chất và tầm tiền với hình thức thì nó quá bình dân rồi. 8.900.000. Còn sang đến đây nữa, đó là đôi loa Boston. À, dòng loa Boston này thì dòng loa Boston này nó quá nổi tiếng rồi. Cái chất âm nó gọi là đẳng cấp rồi. Các bác nào muốn chi tiết hơn thì các bác cứ tham khảo thêm cái kênh. Còn cái gì đấy thôi. Cái gì nó cũng có một cái giá nhất định chứ không phải tự nhiên nhà sản xuất người ta đưa ra những cái giá. Còn Boston Acoustic này có mức giá là 12.800.000.
Thì con này em đã có clip giới thiệu chi tiết rồi. Con này nó cao khoảng độ 1m đến 1m1. 1m1 4 loa. Con này thì nó là dòng đẳng cấp, em đang để một con đậy e căng, một con em lột e căng ra. Thì đấy, quý vị nào có nhu cầu thì liên hệ con Boston này. Con Boston này đế ở gầm. Chết cấp tín hiệu ở gầm. Con Boston này là con Boston 1000. Từ từ quý vị đợi em chút đã, không nói được, em phải lật lại không nhớ lắm. Qua em giới thiệu rồi. Nếu nó là 1000 hay 2000 phải cho nó nằm ra. Mới biết được. Đây. Em mà lật nhiên ra rồi. Đúng rồi, con Boston không phải 1000 mà Boston T1000. Chứ không phải 1000 chơi. Hàng made in USA. USA. Được chưa? USA. Boston T1000 cấp tín hiệu dưới đáy đấy rồi. Đấy. Con này có mức giá là 12.800, 12.800. Loa đẹp xuất sắc. Mời quý vị đến với clip sau nữa, còn nhiều lắm. Đây, còn loa Đức đi nữa này, loa Đức Bass 40 hàng khủng. Hàng hầu như chưa thấy bao giờ có này. Mới bao nhiêu năm nay vừa có được hai đôi duy nhất, một đôi bán rồi, về Việt Trì có một đôi nữa. Bác nào liên hệ. Không? Còn hẹn gặp lại các bác vào clip sau. Đầu giải mã rồi tất cả các loại rất là nhiều. Ôi. Đây là đầu giải mã về rất là nhiều. Giải mã CD rồi âm ly. Nhiều lắm. Các bác nào muốn ghép, muốn phối thì cứ liên hệ giúp em. Và cũng thông cảm vào thời gian gần đây em có nhiều việc, đang phải chuyển kho, chuyển nhà, nên là nó có nhiều cuộc gọi không nghe được hết. Các bác, bác có gì thì bác cứ nhắn tin cho em nhé. Thông cảm. Và cũng muốn chuyển dọn cho nó nhanh để phục vụ các bác chơi Tết.